về văn hóa xã hội phường Đông Triều. Đông Triều là địa bàn có tầm chiến lược quan trọng về cả chính trị, kinh tế và quân sự, đồng thời cũng là vùng đất có cội nguồn về văn hóa, dân tộc. Người dân phố huyện cùng hòa đồng và chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền văn hóa đó, sống lao động cần cù, thấm đậm tư tưởng Phật giáo, thì làm điều thiện, ghét điều ác, ngay thẳng và yêu quê hương đất nước.